Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em một biến cố đặc biệt, đó là Đức Mẹ đã từng hiện ra vào năm 1914 tại vùng Rusi, Ukraine. Trong lần hiện ra này, Đức Mẹ tiên báo có chiến tranh và có cuộc bách hại khủng khiếp nếu như nước Nga không trở lại với Chúa Giêsu. Và có một điều rất quan trọng là trong cuộc hiện ra tại vùng Rusi mà không giống với các cuộc hiện ra ở Ai Cập hay là ở những nơi khác trên thế giới. Tại Rusi, Đức Mẹ nói với tất cả mọi người đang hiện diện trong cuộc hiện ra, có khoảng hàng chục ngàn người, và Mẹ ban các thông điệp cho các thị nhân, chẳng hạn như là ông Joseph Terela. Rất nhiều người được nghe tiếng nói của Đức Mẹ từ thiên đàng, Mẹ nói với từng người một. Cách đặc biệt là Đức Mẹ ban cho ông Joseph Terela và nhiều người khác có thông điệp vào ngày 9 tháng 5 năm 1987, xảy ra sau ngày 25 tháng 3 năm 1984, năm mà Thánh Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã thánh hiến thế giới, đặc biệt là nước Nga cho Đức Mẹ. Kính thưa quý vị và anh chị em, riêng thông điệp Đức Mẹ ban cho ông Joseph Terela là: Hỡi con gái của Mẹ là Ukraine, Mẹ đến với con, bởi vì con là nơi chịu đau khổ lớn lao nhất. Qua nhiều sự đau khổ của con mà con vẫn giữ vững đức tin vào thánh tâm Chúa. Mẹ đến với con để con sẽ làm cho nước Nga hoán cải. Hãy cầu nguyện cho nước Nga, cầu nguyện cho nước Nga đã mất. Bởi vì nếu nước Nga không chấp nhận Chúa Kitô là vua, thì thế giới đại chiến thứ ba sẽ đến, không thể tránh được. Thứ hai là nước Nga sẽ tiếp tục từ chối công nhận con của Mẹ. Nước Nga chối từ lòng yêu mến thật và tiếp tục sống cuộc sống ma quỷ. Có phải là Mẹ đã xin các con cầu cho những người dân nước Nga đã mất không? Nếu nước Nga không chấp nhận Chúa Kitô là vua, thì toàn thế giới sẽ gặp khó khăn. Kính thưa quý vị và anh chị em, như quý vị và anh chị em theo dõi sát sao trong những ngày qua tình hình chiến sự giữa Ukraine và Nga, không biết với thông điệp Đức Mẹ ban cho ông Joseph Terela này thì thế giới đại chiến thứ ba sẽ xảy ra hay không. Nhưng với tình hình như thế này, nếu nước Nga không chấp nhận Chúa Kitô là vua thì thế chiến thứ ba có thể xảy ra. Ba điều chúng ta có thể làm trong lúc này, trong mùa chay thánh này, là ăn năn đền tội, lần hạt mân côi, và chúng ta không quên cầu nguyện thật nhiều cho hòa bình thế giới. Một vài thông tin Quang Hải xin gửi đến quý vị và anh chị em, và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe, và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.